Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Ngọc Ánh trong video này sẽ gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn. Thông số nhà như sau: diện tích 33,2m trên sổ đỏ, vị trí thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tiếp theo với thông số nhà, mặt tiền của ngôi nhà 3m8, mặt hậu của ngôi nhà 4m3. Căn nhà này nở hậu. Tiếp theo nữa đó chính là kia là đường trục đường chính Đại Mỗ mọi người ạ. Kia trục đường 70 luôn nha quý vị. Và với cái căn nhà Ngọc Ánh muốn quay và gửi tới cho quý vị trong video này thì nó cách với lại trục đường này 30m thôi. Và với cái trục đường này thì cái ngõ là xe ô tô 7 chỗ có thể lùi vào gần như là tận cửa, sát với cái cửa nhà. Đây là đường ô tô và đây mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá căn nhà. Với cái căn nhà này thì đang là vào phần hoàn thiện mọi người ạ. Đang là vào phần hoàn thiện ở bên trong căn nhà. Thông số nhà rất là đầy đủ, rất là phù hợp cho quý vị nào đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm ở khu vực Mỹ Đình, bởi vì từ vị trí cái căn nhà này đi ra tới trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình nó chỉ khoảng tầm 6 km thôi, giao thông đi lại thuận tiện. Còn nếu như quý vị nào mà làm ở khu vực Hà Đông thì cũng rất chi là hợp lý, phạm vi bán kính quay đầu nó cũng chỉ tầm 5 đến 6 km, tiện ích ngập tràn từ vị trí căn nhà này gần với lại trung tâm thương mại Aeon Hà Đông, gần với lại Vincom và gần với Vinhome Smart City. Căn nhà rất chi là hợp lý. Và đây là mọi người ạ. Bởi vì thực ra cái căn nhà này ấy, nếu như để mà quay thì Ngọc Ánh sẽ chỉ quay về vị trí cũng như là nói theo cái hiện trạng của ngôi nhà này cho mọi người thôi. Với cái diện tích là 33,2m trên sổ đỏ, sổ nở hậu rất chi là đẹp. Và khoảng tầm 1 tháng nữa là có thể hoàn thiện xong, có thể dọn đồ về và ở ngay. Giá chào bán hiện tại của chủ nhà là 4 tỷ 250 triệu đồng cho một căn nhà xây độc lập 5 tầng nha mọi người. Đó, đây, tổng quan quý vị có thể nhìn thực tế luôn. 5 tầng. Và thiết kế của căn nhà ở bên trong ngôi nhà ra sao thì Ngọc sẽ chia sẻ qua một chút cho mọi người. Với tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế là phòng khách, phòng bếp. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Với tầng 5 của ngôi nhà ở trên kia thì thiết kế một phòng thờ và một sân phơi riêng biệt. Với căn nhà này gần như là 5 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ rất là hợp lý. Giao thông đi lại thì quá là ok rồi. Và giá bán thì 4,25 tỷ có trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này, bởi vì nó đang là dự án mới nhất và phần thô, thì quý vị cứ đến xem thoải mái. Và muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau.